Thưa quý vị, nhằm giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các doanh nghiệp kinh doanh chân chính, Tổng cục Quản lý thị trường vừa có công văn đề nghị Cục Quản lý thị trường các tỉnh thành phố tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Cụ thể, Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra, lấy mẫu xăng dầu để thử nghiệm, giám định về chất lượng, đồng thời xử lý nghiêm kịp thời, ngăn chặn hành vi lợi dụng tình hình nguồn cung bị đứt gãy cục bộ để sản xuất kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và quyền lợi của người tiêu dùng.